nhiều người nó bị thủng màng nhĩ rồi là cái thần kinh, cái sắc thần kinh ở tai nó mất, thì cái thuộc về cái nội tâm nhãn thức nó không sinh được. Cho nên là có những người người ta bị điếc, người bị mù, là những cái sắc ở các cái căn đấy, cái thần kinh nhớ, ở cái căn môn đấy nó bị hư hoại, thì nó sẽ những cái tâm nội tâm ở cái nơi đấy nó không sinh được nữa, thì nó không thấy được cái cảnh trần ở bên ngoài. Nhưng người ta muốn nghe được cái cảnh trần ở bên ngoài thì nó bắt buộc nó phải có một cái không gian nó thông thoáng. Bây giờ thì công một cái không gian mà nó bị ngăn che thì nó sẽ không ngăn được cái cảnh trần. Như là bây giờ ngồi trong một cái nhà kính nhỏ xíu, những cái tiếng động ở bên ngoài nó sẽ bị chướng ngại, nó không tác động được vào cái nhĩ tĩnh sắc, thì nhĩ tĩnh sắc nó sẽ không nghe được âm thanh. Mũi mà nó muốn ngửi được mùi thì nó cũng phải có cái thần kinh nhờ cái tỷ tĩnh sắc, và nó phải có cái mùi hương nào đấy, và nó phải có cái sự hỗ trợ của gió, gió nó phải đưa hương. Như là mũi nó không thể nào hướng đến cái thần, cái sắc, thần kinh mũi nó không thể hướng đến cái đối tượng là cái ấy được, là cái mùi được, mà nó phải nhờ gió. Cho nên là mũi nó muốn ngửi một cái gì đó khó ngửi, nó phải cố gắng nó hít thật sâu vào. Thì trong cái lúc mà nó hít thật sâu ấy, thì nó cũng dùng cái lực nó hít, gió nó đẩy cái hơi, cái mùi ở ngoài nó sẽ tác động vào cái tỉ thức. Thì cái nội tâm ở tỉ thức ấy nó mới sinh lên. Còn lưỡi mà nó nếm vị như vậy, lưỡi thì nó phải có cái sự hỗ trợ của nước. Nếu mà trong lưỡi mà không có nước bọt thì nó sẽ không nếm được vị. Thân ấy mà nó đụng chạm được vào mọi thứ thì nó sẽ đụng chạm được vào những cái gì nó thuộc về đất, về lửa và về gió, ba cái đặc tính đấy, thì nó mới có những cái đặc tính nó tương ứng với cái thân tỉnh thức, nó mới làm được cái thân tỉnh thức nó sinh khởi. Còn tất cả những cái cảnh gì mà nó nương vào nơi ý môn thì nó sẽ sinh khởi tất cả những cái gì nó thuộc về khái niệm này, nó thuộc về các pháp chân đế tục đế, mà nó tâm ý môn nó có thể bắt được thì nó đều sinh khởi nên nó đều nương tựa vào cái sắc ý vật, tức là sắc trái tim, và đó ý môn thì nó sinh khởi, nó hướng đến với các cái cảnh khác nhau của, thì cái lộ thuộc về ý môn thì gọi là thuộc về hàng cảnh pháp. Thì đấy là danh và sắc. Sau khi mà phân tích xong rồi thì vị đó sẽ phân tích, đầu tiên là phân tích sắc, sau đó phân tích danh, sau đó phân tích danh và sắc cùng với nhau. Thì khi mà phân biệt danh sắc cùng với nhau thì cái vị đó mới hiểu ra được là các cái danh nào nó sinh lên ở cái sắc nào, cái tâm nào nó sinh lên từ đâu, ở các cái cùng một cái nội tâm nhưng mà có cái nội tâm thì nó sinh lên ở, ví dụ ở trên mắt chẳng hạn, thì chỉ có cái nội tâm nhãn thức nó sinh lên ở đấy. Còn cái nội tâm như hướng ngũ môn thì nó cũng phải sinh lên từ cái sắc trái tim. Cái này nó cũng là, nó là ý giới, vì nó là một cái giới, nó là nó thuộc về cái phận sự của cái giới hạn của cái ý thức, nó cũng thuộc về cái giới hạn của cái nội ý, tức là cái tâm ý nó có thể hướng đến đối tượng. Vậy nên trên cái nội tâm ngũ môn thì mà phân biệt danh sắc cùng với nhau thì vì đó phải phân biệt các cái sắc cùng với 6 loại sắc ở trái tim, nó sinh lên cùng với 11 cái tâm hướng ở ngũ môn này. Sau đó đến cái tâm nhãn thức thì nó sẽ sinh lên cùng với 6 cái sắc ở con mắt, mà con mắt nó hướng đến một cái cảnh trần, nó có cái nhãn thức, nó có 8 tâm nó sinh khởi cùng với 6 sắc ở trên con mắt, thì vì đó cần phải phân tích danh và sắc cùng với nhau. Nhưng bị danh này nó phải sinh cùng với sắc này, chứ cái sắc trái tim nó không sinh cùng với lại cái nhãn tĩnh sắc, nhãn thức, nó phải sinh khởi cùng, nó cùng ở một nơi với nhau thì nó mới sinh lên cùng với nhau. Còn những cái nội tâm nó khác thì nó sẽ không sinh cùng với nhau. Ví dụ sắc trái tim thì nó sinh cùng lên với các cái tâm như là tâm ở hướng ngũ môn hay tâm hữu phần. Còn đến cái nội tâm nhãn thức thì nó sẽ sinh cùng lên với
ở cái nhãn tịnh sắc, hai cái danh và cái sắc đấy nó sinh cùng đến với nhau. Ở nhĩ thức là cái tâm ở tai, nó khi mà nó sinh thì nó cũng sinh cùng lên với các sắc ở tai. Cái nhĩ thức khi mà mình lắng nghe thì nó cái nội tâm nhĩ thức nó sinh lên, thì nó sinh lên cùng với những cái sắc ở đây. Thị thức thì nó sinh lên cùng với sắc ở mũi, thiệt thức nó sinh lên cùng với sắc ở tai, và thân thức thì nó sinh lên cùng với năm loại sắc ở trên thân. Thì cái tâm nào thì nó sinh cùng với cái sắc đấy, chứ nó không có sinh cùng với sắc khác. Như là thiệt thức thì nó không sinh cùng với cái sắc ở thân thức, mà nó phải sinh cùng với cái sắc ở nữa. Sắc ở mắt, ở tai, ở mũi, ở nữa, rồi đến ở thân. Còn tất cả các cái nội tâm khác, các cái sát na tâm khác, như là tâm tiếp thâu, tâm suy xét, tâm xác định, các cái chavana thiện, chavana bất thiện và các tâm đăng ký, thì nó lại cũng cùng sinh lên với cái sát là trái tim. Cái này nó thuộc về ý giới và ý thức giới, thì nó đều sinh lên cùng từ sắc trái tim mà nó sinh lên. Cho nên là cái sắc trái tim là cái chỗ đấy, là cái vùng ý môn, là cái nơi mà cái tâm thức nó hoạt động nhiều nhất ở đấy. Mà vì cái ý thức nó lăng xăng và nó sinh khởi và nó hướng đến rất nhiều đối tượng, và nó rất là linh hoạt, nó rất là nhanh nhẹn, nó rất là nhạy bén, thì nó được hỗ trợ bởi cái sắc trái tim này. Tất cả ngoại trừ ngũ song thức đó, nhãn thức, nhĩ thức, thị thức, thiệt thức, thân thức, là được sinh lên từ ở trên các cái căn. Còn tất cả các cái tâm khác nó đều sinh lên ở sắc trái tim. Nên là một người mình thiếu một trong các căn đó, nhãn nhĩ thị thiệt, mình chỉ không có chết mà cứ thiếu trái tim là chết rồi. Đấy, tâm nó không thể hoạt động được nữa. Thì tất cả các cái sắc thuộc về nội ý môn hàng cảnh pháp, như là lấy màu làm đối tượng, lấy âm thanh làm đối tượng, lấy mùi làm đối tượng, lấy vị làm đối tượng, lấy xúc làm đối tượng, lấy 28 sắc chân đế, các pháp chế định và các cái danh pháp và các tầng thiền chứng, thì tất cả các cái tâm này nó đều sinh lên ở trong sắc trái tim. Cho nên là một cái thiền sinh hành thiền mà cho đến một cái mức độ mà phát triển được đến an chỉ định, thì cái vị đấy, cái việc đầu tiên là sẽ được kiểm tra ý môn. Tức là cái vị đó phải hướng tâm xuống cái vùng trái tim của mình trong một cái khoảng thời gian rất ngắn, để vị đó với biết được rằng là cái ý môn nó rực sáng. Thì trong lúc mình ngồi thiền, tại sao nó tỏa ra, nó phát ra cái ánh sáng rực rỡ, mà cái ánh sáng ấy nó từ đâu ra, mà nó chính là từ nơi ý thức, nơi ý môn của mình. Tức là trong lúc mình hành thiền thì các căn khác nó ngưng nghỉ, mắt tai mũi lưỡi thân nó ngưng nghỉ, nhưng mà ý môn nó hoạt động. Nhưng do mình chánh niệm tỉnh ra trên một đối tượng, thì các câu ấy, các cái phiền não tạm thời nó lắng đọng xuống, cái tâm nó trở nên định tĩnh, nó trở nên thanh tịnh, nó trở nên trong sáng. Nên là khi mà một cái thiền giả hành thiền thì cái ý thức nó sẽ sáng rực lên. Mà cái sáng rực ấy nó phát sinh lên từ đâu, mà nó tức là nó phát sinh lên từ vùng tim. Cho nên vị nó phải hướng xuống dưới cái vùng tim để vị đó thấy được ý môn nó sáng rực như thế, và nó sáng trong như thế. Nó sáng, và sau đó thì vị đó mới hiểu ra được là cái ý môn này nó sinh khởi lên liên tục, và nó là một cái căn, nó là một cái ý giới, nó là một cái mà nó có một cái đặc tính là nó bắt cảnh, thì vị đó mới phân biệt ra được cái cảnh mà nó đang bắt trong lúc hành thiền ấy, chính là nó bắt vào cái tự tướng của cái hơi thở. Thì vì đó mới thấy được là có cái tự tướng nó xuất hiện nơi ý môn, rồi ý môn nó hướng vào tự tướng, thì sau đó vị đó mới phân tích ra được các cái tâm, các cái đặc tính của các cái tâm thức, các cái thiền chi như tầm thì nó hướng về đối tượng, hướng từ đâu, tức là nó phải hướng từ ở một cái căn cứ vật lý, nó sinh khởi từ một cái căn cứ vật lý của nó là ở sắc trái tim, và nó hướng đến cái đối tượng là tự tướng là cái màu của cái hơi thở, là cái tướng của cái hơi thở, là cái ánh sáng mà nó phát sinh từ hơi thở,
Đấy, thì cái ánh sáng mà nó phát sinh ra từ nơi trái tim đấy, thì được gọi là cái ánh sáng của do tâm sinh, nó là một cái những cái hạt sắc do cái tâm thanh tịnh mà nó tỏa sáng rực rỡ lên. Nó cũng gọi là ánh sáng của trí tuệ, vì nó là cái tâm nó được dẫn đầu bởi trí. Và lúc đấy thì vị đó mới hiểu ra được rằng là tâm nó sinh khởi nên từ cái căn này, đây là căn, đây là cảnh, và đây là thức, tức là có căn, có cảnh và có cái ý thức nó khởi lên, nó là hướng lên đối tượng. Đấy là một cái sự nhận biết, một cái bước đầu tiên để vị đó hiểu rằng là thế nào là cái sự hoạt động của danh và sắc, hay là của căn và cảnh, hay là cái sự vận hành, hay là cái sự hoạt động của các cái tâm thức. Cái đầu tiên thì nó được kiểm tra năm thiền trị, đấy cũng là một cái bước đầu tiên của một cái thiền sinh được phân tích về các cái quy luật của tinh thần, của tâm. Nó có những cái đặc tính, có những cái nhiệm vụ khác nhau, vì nó được kiểm tra các chi thiền là như thế. Thì tất cả những cái tâm như là tâm thiền nó phải sinh khởi lên ở sắc trái tim, cho nên vị đó muốn thấy được những tâm đấy phải hướng xuống trái tim, rồi vị đó sẽ nhận biết được đây là tâm, đây là cảnh của tâm, và đây là những cái đặc tính mà tâm nó đang sinh khởi. Thì vị đó phân tích được các chi thiền, và khi mà phân tích các cái nội tâm khác cũng thế, những cái nội tâm nào nó sinh lên từ ở dưới trái tim, vị đó phải hướng xuống trái tim, rồi vị đó mới thấy được nó sinh lên từ đấy, nó hướng đến cái đối tượng như vậy. Còn những cái nội tâm nào mà nó sinh lên từ trên con mắt thì vị nó phải hướng tâm lên con mắt, vị đó mới thấy được những cái tâm thức đấy nó sinh khởi ra từ cái con mắt này, nó hướng đến cái cảnh tràn ở bên ngoài. Nội tâm là nó sinh ra ở tai thì vị đó phải hướng tâm lên tai, rồi vị đó mới biết được rằng là cái tai nó đang nhận biết cái âm thanh là như vậy. Nó là cái căn, cái âm thanh kia là cảnh, và cái tâm thức này nó đã khởi nên khi mà có cái căn này với cảnh nó tiếp xúc với nhau, nó sinh ra các cái dòng tâm thức như thế. Thì tất cả các cái căn môn cũng thế. Đấy là vì đó hiểu được danh và sắc là như thế, danh và sắc phải sinh lên cùng với nhau như vậy. Sau khi mà phân biệt được danh sắc rồi, lúc đấy vì đó sẽ phân biệt được danh sắc bên trong, tức là bên trong thân mình nó sinh lên ở 6 căn rồi, thì vị đó sẽ tiếp tục phân biệt về danh sắc ở bên ngoài, để vị đó mới phá vỡ ra được những cái tưởng chi sai lầm về những cái hình sắc, về những cái pháp, những cái mà nó thuộc về vật chất ở bên ngoài, hay là những cái pháp mà nó thuộc về tâm thức ở bên ngoài, gọi là danh và sắc. Thì sau đó vị đó sẽ phân tích danh sắc ở bên ngoài. Muốn phân biệt danh sắc ở bên ngoài, vì nó phải phân tích một cách dần dần, từ gần cho đến xa, từ cái dễ cho đến cái khó. Thì cái đầu tiên bị nó phân tích sắc tứ đại ở trên thân mình, các cái danh sắc chân đế ở trên thân mình, rồi sau đó bị phải phân tích cái sắc, đầu tiên là phân tích sắc ở trong thân thì nó mới nan ra cái quần áo, thì nó ở trên thân mình xong rồi, mình phân tích được cái sắc mà nó ở trên cái quần áo mình đang mặc, thì mình sẽ thấy những cái y phục của mình nó tan ra, nó biến thành sắc, nó biến thành những cái hạt sắc chân đế nhỏ ni ti, thì nó sẽ phá vỡ hết những cái khối tưởng về những cái hình tướng ở bên ngoài. Đối với con mắt thường mình nhìn thấy nó có cái hình dáng này, hình dáng kia, chứ bằng cái ánh sáng của tuệ thì nó mọi thứ nó tan biến hết. Mình nhìn sâu vào đến cái bản chất tận cùng của tất cả những cái gì nó thuộc về vật chất, nó chỉ có một cái dạng như nhau, đó là những cái hạt sắc nhỏ li ti nó đang sinh khởi, nó sinh lên và nó diệt đi liên tục. Thì sau đó là vì nó phân tích ở bên ngoài là trên y của mình, trên áo của mình, sau đó nam xuống đến cái bồ đoàn thì đó đang ngồi, nó cũng tan ra thành những cái hạt sắc, và nó chỉ có một loại sắc đối với tất cả những cái vật vô tri. Khi mình nó tan ra nó giống nhau hết. Dưới cái ánh sáng của trí tuệ, dưới cái tuệ chi, dưới cái sự tuệ chi của cái thiền tuệ thì mọi thứ nó là như nhau, nó chỉ là đất nước, lửa gió, màu mùi vị và dưỡng chất, nó là những cái thứ mà do thời tiết nó sinh.
trên áo mình vậy, trên nền nhà cũng vậy, xong mình phân tích đến nhà cửa, nên tất cả những cái nhà nó sẽ tan thành sắc hết. Rồi sau đó mình đưa tâm ra bên ngoài, mình phân tích cây cối, phân tích những cái núi sông, rồi nhà cửa, rồi nhà xe cộ. Mình có thể đưa tâm là mình phân tích bất cứ một cái gì, thì tất cả những cái thuộc về vật chất nó cứ tan ra, mình cứ nan dần từ gần nan dần nó xa. Sau đó mình có thể hướng tâm đến cả một cái thành phố, cả một cái đô thị, cả một cái đồng quê, tất cả những cái gì, cây cối, làng mạc, nhà cửa, xe cộ, tiền vàng bạc, núi non, sông hồ, thì tất cả những cái đấy nó tan ra, nó biến thành sắc thời tiết. Cho nên là ở trong cái gian vật chất nó chỉ là sắc thời tiết, mà thời tiết ở đây thì nó mang cái tính chất như cái giống như là nó là nhiệt độ. Có những cái gì mà nó có cái tính nhiệt độ, mà cái tính hỏa đại nó mạnh thì là nó sẽ có cái thời tiết của nó sẽ mạnh, và nó sẽ có được cái sự tồn tại lâu đối với thời gian. Bởi vì đối với các cái sắc mà ở bên ngoài mà thuộc về vật chất thì cái dưỡng chất của nó là cái hỏa đại, tức là cái yếu tố lửa trong cái sắc đấy, nó nuôi dưỡng cái sắc đấy, nó làm cho cái sắc đấy cứ sinh diệt, xong rồi lại sinh diệt, nó cứ tái tạo ra từ thế hệ này qua thế hệ khác. Nên ở vật chất thì đó sẽ phân tích thấy như vậy. Thế những cái gì mà nó càng có cái hỏa đại mạnh thì nó càng tồn tại lâu. Ví dụ như là những cái gì mà hỏa đại yếu thì nó sẽ chóng bị hủy hoại. Như là trong vật chất mình thấy những cái vật như là những cái lá rau hay là thì nó là những cái vật mềm ấy. hay là những cái gì mà nó thuộc về những cái xác chết chẳng hạn, nó là những cái vật mềm ấy. Thì ở trong đấy nó là cái xác thời tiết, nhưng mà cái hỏa đại của nó yếu thì nó rất nhanh bị tan hoại, một thời gian ngắn là nó sẽ hủy hoại rất là nhanh. Còn những cái mà nó thuộc về như là sắt, như là vàng bạc hay là kim cương, đá đồng hay là những cái thuộc về kim loại thì cái hỏa đại của nó rất là mạnh, cho nên là cái tuổi thọ của nó rất là cao, bởi vì nó cứ tái tạo và từ thế này sang thế hệ khác, nó luôn luôn sinh diệt, nhưng mà cái nó cứ diệt xong rồi vì cái dưỡng chất của nó là cái hỏa đại nó mạnh, cho nên nó lại hỗ trợ cho cái sự sinh lên của nó tái tạo rất là nhiều lần và trải qua một thời gian rất là dài thì nó mới bị hủy hoại. Thì tất cả vật chất ở bên ngoài nó chỉ là cái dạng thuộc về sắc thời tiết như thế. Thì vì đó phân tích hết tất cả những cái sắc thuộc về vật chất vô tri ở bên ngoài, sau đó thì vị đó mới phân biệt đến những cái sắc, những sắc pháp thuộc về vật chất ở trên các cái chúng sinh hữu tình. Tức là nếu mà ở trong một cái chúng sinh hữu tình thì nó sẽ có rất nhiều loại sắc khác nhau, có sắc do nghiệp sinh, sắc do tâm sinh, sắc do thời tiết sinh và sắc do vật thực sinh. Đấy là ở trong các loại hữu tình thì nó lại có phân chia thành nhiều loại sắc như vậy. Sắc do nghiệp sinh là những cái nghiệp ở trong quá khứ nó đang hỗ trợ cho cái sắc này được duy trì, được tồn tại. Ví dụ như là ở trên một cái người này thì cái sắc do cái nghiệp thiện nó mạnh, cho nên là cái sắc của cái người này nó có nhiều cái sắc cao quý. Nhưng mà ở trên một cái người khác thì cái nghiệp bất thiện nó mạnh, cho nên nó khiến cho cái sắc của cái người đấy tiều tụy, gặp luôn luôn khổ sở, gặp những cái cảm thọ đau đớn khổ, hay là những cái sự cái sắc đấy nó yếu kém, nó là do những cái nghiệp đấy, là do những cái nghiệp nó hỗ trợ. Ví dụ như là nhãn tịnh sắc, nhĩ tịnh sắc, tịnh tịnh sắc, thiệt tịnh sắc, thân tịnh sắc, thì đấy là những cái sắc mà nó do nghiệp nó trong quá khứ nó hỗ trợ. Cho nên là có những cái người có những cái nhãn tịnh sắc, nhĩ tịnh sắc, tịnh tịnh sắc nó rất là tốt, vì nó được cái thiện nghiệp nó hỗ trợ. Đấy, cho nên còn có những cái người có những cái sắc đấy nó rất là kém, là do những cái thiện nghiệp nó ít mà cái bất thiện nghiệp nó nhiều, cho nên là cái sắc đấy nó yếu kém và nó hay bị tổn thương, nó hay bị tổn hại. Đấy là những cái sắc gọi là do nghiệp sinh, nghiệp hỗ trợ. Có những cái sắc là do tâm sinh,
Có những cái người ấy mà có cái tâm cao quý, cái tâm thượng cao thượng thì sẽ hỗ trợ cho cái người đấy sinh ra nhiều cái sắc cao quý, sắc cao thượng. Mà cái sắc do tâm sinh này nó sẽ hiện diện ở cả sáu căn của cái người đấy, ở mắt, ở tai, ở mũi, ở lưỡi, ở thân và ở ý của cái người đấy. Nếu như cái người đấy mà có những cái nội tâm rất là an tịnh, cái nội tâm rất là định tĩnh, không có những cái cấu uế, không có phiền não, thì trong cái các cái căn của cái người đấy nó sẽ thanh tịnh, nó sẽ sáng láng, trông nó có cái sự tươi tỉnh, có cái hồn nhiên, có cái an lạc, nó thể hiện ra ở các cái căn môn của một cái người đấy. Còn cái người nào mà có cái nội tâm ưu phiền, cái nội tâm buồn bã, cái nội tâm mà nó bất an lo lắng ấy, thì nó cũng sẽ thể hiện ra, quan sát cái người đấy sẽ thể hiện ra từ các cái căn, nó có những cái, nó có cái sự sự yếu ớt, nó có cái sự gì đó, cái sắc mà nó hắc ám, trông nó bị ám khí nhiều, thì đấy là nó, do cái nội tâm nó sinh khởi ra những cái sắc ở bên, nó tạo ra cái sắc bên trong con người như thế. Sắc nó cũng có những cái sắc ở trong những cái vật hữu tình, trong những cái chúng sinh hữu tình thì có những cái sắc do vật thực sinh nữa. Những chúng sinh nào mà được cung cấp những cái vật thực tốt thì cái sắc nó cũng mạnh khỏe, và cái sắc của cái người đấy nó được mạnh mẽ. Còn những cái chúng sinh nào mà nó bị thiếu thốn về vật thực thì cái sắc nó cũng tiểu tụy, nó cũng khô khan, yếu ớt. Đấy là nó sự, được cái sự hỗ trợ của vật thực. Và nó, trong cái sắc đấy nó cũng có sự một cái phần nữa là sắc thuộc về thời tiết. Cái thời tiết ở bên ngoài nó cũng lạnh, nó cũng tác động vào trong cái sắc. Thì tất cả những cái vạn vật ở bên ngoài thì nó chỉ có một yếu tố là thời tiết. Là thời tiết nó sinh ra những cái vật chất đấy. Cho nên là cái vật chất ở bên ngoài nó luôn luôn bị tác động bởi thời tiết. Nếu như mà những cái vật chất ở bên ngoài, nếu như mình để nó ở cái vùng miền này có cái khí hậu nóng thì những cái vật chất này nó sẽ duy trì, nó tồn tại được lâu. Nhưng mà để đến những cái vùng miền lạnh thì nó lại duy trì, nó có cái sự duy trì và cái tồn tại nó khác. Đấy là bởi vì những cái vật chất bên ngoài nó luôn luôn bị tác động, bị dựa vào những cái yếu tố thời tiết mà. Nên là những cái vật gì mà nó chóng bị hủy hoại mà mình cho vào trong tủ lạnh thì nó sẽ duy trì được lâu, bởi vì cái đấy là cái thời tiết nó sẽ duy trì được cái vật này. Còn nếu mình cho đến những cái gì mà nó có cái tính nóng nhiều thì cái hỏa đạn nó sẽ trở nên nó thiêu đốt những cái vật chất đấy, làm cho những cái vật chất nào mà đã yếu kém thì sẽ chóng bị hủy hoại. Thì phân tích ra được tất cả cái sắc pháp như vậy ở bên ngoài rồi, mình sẽ thấy tất cả những vật chất bên ngoài nó chỉ là sắc vậy, nó chỉ là sắc. Thế thì trong cái trí tuệ, trong cái tâm của cái người thực hành thiền tuệ, khi phân biệt về sắc rồi thì vị đó sẽ không còn có cái, vì nó không còn chấp vào những cái hình danh, những cái hình tướng ở bên ngoài của tất cả các vật chất nữa. Vì đó nhìn cái gì nó cũng chỉ là tứ đại, nó chỉ là sắc thôi. Vì đó không khởi lên cái tâm là ưa thích đối với những cái nó thuộc về tứ đại, nó biến hình biến tướng ra được. Đây, nhà cửa, xe cộ, vàng bạc, hay là quần áo, hay là tất cả những cái đồ dùng, những cái vật dụng, những cái trang sức, hay là những cái cao quý, hay là những cái hạ liệt, những cái nó quý báu, hay là những cái ô uế bất tịnh, nó đều có một cái tính chung, nó có một cái đặc tính chung, đó là nó là những cái hạt sắc của do thời tiết sinh. Còn nó tùy theo cái nhân duyên mà cái tứ đại đấy nó biến thành cái hình tướng này, rồi nó biến hiện thành cái hình tướng khác. Nhưng cái hình tướng nó không có tồn tại được lâu, một thời gian nó hủy hoại, nó lại trở về đúng cái bản chất của nó, đó là đất nước lửa gió, thì nó lại trở về đất nước lửa gió thôi, nhưng không có, nó không có. Cho nên là cái phân tích như là như vậy thì bị nó mới hết được cái chấp, cái tham ái, cái chấp thủ, cái chấp trước đối với những cái thuộc về những cái vật chất ở bên ngoài. Để phân tích các cái sắc ở trên các cái vật vô tri, và phân tích sắc ở trên những chúng sinh hữu tình, xong rồi vì nó lại phân tích danh của tâm.
Thì danh uẩn nó chỉ có ở trong những cái chúng sinh hữu tình, chứ danh uẩn nó không có ở trong những cái thuộc về những cái vật chất vô tri mà nó không có danh uẩn. À, thì tất cả những vật chất vô tri nó chỉ có một uẩn, đó là sắc uẩn. Chứ nó không có danh, cho nên là cỏ cây hoa lá rồi là cây cối nó không có linh hồn ở trong đấy, nó không có tâm thức ở trong đấy, nó không biết vui, nó không biết buồn, nó không biết đau, nó không biết gì hết, nó không có một cái cảm thọ gì cả. Nhưng mà nếu có thì chỉ có các cái vị thần, những cái chúng sinh hữu tình và an trú ở trong đấy thì có thôi. Chứ còn là bản chất của các cái cây cối là nó do thời tiết nó sinh lên, nó do thời tiết nó hoại đi, chứ nó không phải là một chúng sinh. Thì sau đó vị đó muốn phân biệt được các cái danh uẩn, tức là các cái tâm thức, thì vị đó phải hướng tâm đến những chúng sinh ở bên ngoài. Thì đó vị đó sẽ hướng tâm vào các cái căn môn của những cái chúng sinh đó, vị đó phân biệt danh uẩn từ những cái nội ý môn hay là nội ngũ môn, thì nó cũng sẽ khởi lên đúng như ở bên trong cái bản thân của vị đó. Vị đó khởi lên phân biệt danh uẩn ở trong mình như thế nào, các cái tâm thiện tâm bất thiện như thế nào, thì vị đó sẽ phân biệt được những cái tâm thiện tâm bất thiện, những cái tâm dục giới sắc giới vô sắc giới của những chúng sinh ở bên ngoài đúng như thế vậy. Thế thì những cái chúng sinh ở bên ngoài, ví dụ như là ở cõi người chẳng hạn, thì vị đó sẽ phân biệt được những cái tâm nó thuộc về cõi dục giới này. Thì những chúng sinh ở dục giới có những cái danh của ở cõi dục giới, nhưng mà vị đó mà hướng tâm đến những chúng sinh ở cõi sắc giới mà vị đó phân biệt các cái danh uẩn thì nó sẽ khác. Ví dụ như là như các cái chúng sinh ở các cõi phạm thiên thì đó mà phân tích hướng tâm đến một cái vị phạm thiên để vị đó phân tích danh sắc ở vị phạm thiên, thì vị đó sẽ thấy cái danh sắc ở vị phạm thiên nó sẽ khác với danh sắc ở chúng sinh ở cái cõi trời và cõi người. Danh sắc ở vị phạm thiên thì vị phạm thiên thì chỉ có sắc ở ba căn, đó là vì nó chỉ có sắc ở trên con mắt, vì nó có sắc ở ở tai, và vì nó có sắc ở ý ở vùng trái tim, chứ vì nó không có những cái sắc ở trên mũi, trên lưỡi và trên thân, tức là các cái sắc thần kinh, tỷ tịnh sắc hay là thiệt tịnh sắc và thân tịnh sắc sẽ không hiện diện ở nơi vị phạm thiên. Bởi vì cái vị phạm thiên là không có cần thở, không cần ngửi mùi, cho nên là không có cái tỷ tịnh sắc này. Nhưng mà cái nội tâm thuộc về tỉnh thức nó sẽ không sinh khởi. Vị phạm thiên là vị phạm thiên là đến đâu vậy có mùi gì là vì đó nó không biết, nó không có biết là mùi này là mùi thơm hay mùi gì. Cho nên là bây giờ mình có dâng là mình cúng ở ngoài phạm thiên mà mình đốt hương mình cúng là vì nó không có ngửi được mùi nè, vì nó có thể nhìn được thấy sắc, phân biệt được đẹp xấu, nhưng mà không phân biệt được mùi mùi hôi hay mùi tanh hay mùi thơm thì không biết. Và vị phạm thiên không có cần ăn, cho nên là vì nó không có lưỡi, là không có cái sắc nó thuộc về thiệt tịnh sắc, nên mình vừa dâng cái món gì lên là mình nó không có nếm được, không có biết nó mùi gì hết. Và vị đó không có cái sự đụng chạm, không có cái cảm thọ về cái sự đụng chạm, vào cái này nó êm hay là nó khó chịu hay dễ chịu vì nó không có biết, vì nó không có cái sắc thần kinh thuộc về thân, không có những cái thân tịnh sắc, cho nên là vị đó sẽ không có không không có cái sự đụng chạm. Tất cả những cái vật gì nó đụng vào vì nó chả biết, à nó đụng vào vị mình. Bây giờ mình có mang những cái vật cứng mình đụng vào vị mình thấy ngài có đau không, tôi chả biết. Mình có mang những cái vật gì đó nóng mình đụng vào vị mà hỏi có nóng mà không biết, vì nó không có cái sắc thần kinh đấy, cho nên là vị nó không có cái sự cảm giác gì hết. Tất cả những cái gì mà nó khác động lên thân là không có cảm giác gì hết. Bảo trời hôm nay nóng hay lạnh thương là không biết, vì vì đó nó có cái sự xúc chạm, không có một cái gì nó xúc chạm vào thân của vị đó, vì nó không có một cái cảm nhận gì. Đấy là những cái đặc tính của những vị phạm thiên thì có những cái căn ở ba căn môn thôi. Còn ở những cái vị mà phạm thiên vô sắc giới, hay là có những cái vị phạm thiên ở cái cõi vô tưởng thiên, là có những chúng sinh ở những cái cõi vô tưởng thiên, là những cái chúng sinh ở cái cõi tứ thiền vô tưởng. Ví dụ như là một cái người hành chứng đắc được tứ thiền, nhưng mà vị đó có cái tác ý rằng là con người ta sở dĩ khổ đau là vì có cái tâm này nó rất là phức tạp, cái tâm này nó nhiều cái cảm thọ, cái tâm này nó nhiều cái phiền toái, cái tâm này nó nhiều cái phiền não, cái mà khó chịu, thì bây giờ ta chỉ mong trở thành một cái người không có tâm,
Nếu vị đó khởi lên cái tư tưởng như vậy thì khi chết vị đó sẽ sinh về một cái cõi vô tưởng, tức là chỉ có thân mà không có tâm. Thì vị đó sinh lên cái cõi đấy trở thành một cái người, ví dụ như vị đó mà chết ở trong cái tư thế đứng thì vị đó sinh lên làm cái người cứ đứng vậy, đứng như pho tượng, đứng lâu, đứng cho đến hết cái tuổi, cái kiếp đấy thì thôi. Nếu mà vị đó mà chết ngồi thì vị đó lên đấy giống như một người cứ ngồi, ngồi suốt, không có nhúc nhích gì hết, không có một cái tâm thức gì hết. Vị đó mà chết trong tư thế nằm, vị đó lên đấy, vị đó trở thành một cái vị phạm thiên không có tâm thức, tức là chỉ có một cái xác thân cứ nằm hoài như thế. Cho đến khi nào hết 500 đại kiếp thì vị đó sẽ sinh trở lại. Thì trong suốt cái quá trình ở trên cái cõi phạm thiên vô tưởng đấy thì vị đó chỉ có một cái dòng sắc mạng căn nó cứ duy trì cái thọ mạng như thế. Vị đó chỉ có một cái xác thân, nó có một cái sắc mạng căn, thì cái sắc ấy nó cứ duy trì vậy, và tất cả những cái nội tâm nó đều ngưng nghỉ hết, vì nó không hề có một cái tâm thức nào nó khởi lên, và vì nó không có bất cứ một cái hoạt động nào là về thấy, về nghe, về ngửi, về nếm, về xúc chạm, về suy tư suy nghĩ gì hết. Trong suốt một thời gian dài 500 đại kiếp như vậy, cứ ngưng nghỉ hoàn toàn như vậy, như một bức tượng như vậy. Đấy là những chúng sinh ở cái cõi vô tưởng. Còn có những chúng sinh ở cái cõi mà vô sắc. Các chúng sinh mà sinh lên cõi vô sắc, ví dụ như là một cái hành giả nào mà hành thiền mà đắc được các cái pháp thiền vô sắc như không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. Thì cái, nếu như vị đó duy trì tâm ở cái tầng thiền đấy miên mật cho đến lúc chết, vị đó chết với cái tâm thiền đấy thì vị đó sẽ sinh về cái cõi vô sắc. Thì sinh về cái cõi vô sắc ấy thì nó chỉ có một cái dòng tâm nó sinh lên mà nó không có một cái sắc nào hết. Không có nhãn tịnh sắc, nhĩ tịnh sắc, tỷ tịnh sắc, thiệt tịnh sắc, thân tịnh sắc, không có sắc trái tim, không có một cái sắc gì. Nhưng tâm nó chỉ khởi lên, nó lấy cái không vô biên xứ đấy làm đối tượng, nó lấy một cái khái niệm đấy làm đối tượng thôi. Mà nó cứ sinh khởi ở trên cái khái niệm đấy. Vị đó chỉ có mỗi một cái dòng ý thức đang nhận biết cái không vô biên xứ đấy làm đối tượng. Và vị đó không thể nhìn thấy bất cứ một cái gì, vị đó không nghe được bất cứ một cái gì, vị đó không ngửi được, vị đó không thể nào nếm được, vị đó không đụng chạm được, vị đó không tiếp xúc, không nói chuyện với ai bằng các cái căn bên ngoài được. Thì đấy là cái vị ở các cái cõi phạm thiên mà vô sắc, vị đó không có cái sắc uẩn, không có sắc pháp, vị đó chỉ có một cái dòng tâm thức. Và suốt cái kiếp sống của vị đó, cái dòng tâm thức ấy nó chỉ bắt lấy một cái đối tượng. Nếu là không vô biên xứ thì suốt khi kiếp về cái dòng tâm tục sinh nó cứ bắt lấy cái đối tượng là không vô biên xứ đấy, hoặc là thức vô biên xứ, hoặc là vô sở hữu xứ, hoặc phi tưởng phi phi tưởng xứ. Những cái dòng tâm nó rất vi tế, nó rất an tịnh như vậy. Thì những cái tâm gì thuộc về độ ý môn thì vị đó có thể sinh khởi lên ở trong cái kiếp đấy, chứ còn ở các độ ngũ môn là không có. Cái chúng sinh đấy không có những cái tâm thức thuộc độ ngũ môn, và chỉ có tâm thức thuộc độ ý môn. Và những chúng sinh mà không có sắc như vậy thì cái tuổi thọ rất là lâu dài, có thể là từ 20.000 đại kiếp, 40.000 đại kiếp, 60.000 đại kiếp, 80.000 đại kiếp, nó sống rất là lâu dài như vậy. Nếu như đến lúc chết mà vị đó còn duy trì được cái tầng thiền, tức là những cái vị phạm thiền vô sắc ấy, vị nó vẫn có thể nhập thiền, vị đó nhập vào cái tầng thiền vô sắc đấy. Hoặc là vị đó nhập vào cái tầng thiền vô sắc cao hơn, và nếu như đến lúc chết vị đó duy trì được tầng thiền, vị đó lại tiếp tục sinh trở lại cái tầng thiền, lại tiếp tục sinh về cái cõi này. Cho nên là một chúng sinh có thể sinh ở cái cõi này rất là nhiều lần, nếu như đến lúc họ không phóng dật, họ cứ muốn duy trì cái pháp thiền đấy cho đến lúc chết thì họ lại sinh trở lại đấy. Còn nếu như mà đến lúc chết mà không duy trì được cái pháp thiền đấy thì họ rơi xuống cái cõi cõi trời hoặc cõi người. Còn những chúng sinh ở cái cõi vô sắc giới, nếu đến lúc chết mà còn duy trì được cái tầng thiền, các chúng sinh ở cõi phạm thiên sắc giới thì có thân có tâm, thì các vị đấy vẫn có thể hành thiền, vẫn có thể tu tập, vẫn có thể nghe pháp, vẫn có thể chứng đắc niết bàn được ngay ở cái cõi đấy. Nhưng mà nếu như không duy trì được pháp thiền thì vị đó sẽ rơi trở thành làm người, hoặc là sinh xuống cõi trời hay dục giới. Thì cái danh sắc ở bên ngoài thì nó có những chúng sinh một uẩn. Khi mà mình phân tích ra bên ngoài, tất cả những vật vô tri thì nó chỉ có một uẩn, đó là sắc uẩn, và chỉ có một loại sắc, đó là sắc thời tiết. Còn có những chúng sinh ở cái cõi vô tưởng thì nó chỉ sẽ có một cái uẩn, đó là sắc uẩn. Những chúng sinh ở cái cõi vô sắc thì sẽ có bốn uẩn thuộc về tinh thần, thọ tưởng hành thức, nhưng mà không có sắc uẩn.
Thế là còn những chúng sinh ở cõi dục giới như là cõi trời hay là cõi người hay là cõi súc sinh, địa ngục, ngã quỷ, thế thì là sẽ có đủ cả năm uẩn, có đủ cả danh sắc, thì danh sắc ở bên trong và bên ngoài nó cũng giống nhau như vậy. Sắc do nghiệp sinh, sắc do tâm sinh, sắc do thời tiết sinh, và sắc do vật thực sinh. Thì những có những chúng sinh ở các cái cõi mà người ta không cần dùng vật thực thì sẽ không có những sắc vật thực. Còn có những chúng sinh mà ở cái cõi mà phải dùng vật thực thì sẽ có những sắc vật thực. Cho nên là có những chúng sinh thì sống bằng đoạn thực, như ở cái cõi người phải sống bằng những cái thức ăn để nuôi dưỡng. Có những cái chúng sinh thì người ta chỉ nuôi sống bằng ý thôi, những cái thức ăn nó thuộc về tinh thần, như là thức thực, sống bằng cái tâm thức như cái tâm thiền, xúc thực, bằng cái tâm mà nó tiếp xúc với một cái cảnh, bằng cái tư niệm thực. Ví dụ như là những cái chúng sinh tư niệm thực có nghĩa là những cái nghiệp quá khứ nó duy trì cái thọ mạng, như chúng sinh ở trong địa ngục thì người ta không có cần ăn uống gì hết, nhưng mà người ta vẫn sống rất là lâu, sống rất là dài, vì sống bằng cái nghiệp, đó là sống bằng cái tư niệm thực. Cái nghiệp nó còn thì cái thọ mạng còn, thì là nghiệp nó hết thì nó thì hết thì cũng hết. Nhưng mà ở cõi người thì sẽ đầy đủ hết các cái bốn cái loại thức ăn, đoàn thực phải có, nếu mình không ăn thì chết. Thức thực cũng phải có, mình mà không khởi lên cái tâm thức thì mình chết. Xúc thực, các căn phải tiếp xúc với cảnh trần, bây giờ các căn mà nó không có tiếp xúc với cảnh thì mình chết. Tư niệm thực, tức là vẫn phải có cái nghiệp, nó duy trì cái thọ mạng, mà cái nghiệp nó hết thì có cũng chết. Đấy, nó phải có đầy đủ các cái món ăn như vậy. Còn những chúng sinh, có những chúng sinh thì người ta không có cần ăn đoàn thực, người ta ăn bằng những cái món ăn tinh thần là người ta đủ trọng. Phân tích sắc ở bên, danh sắc ở bên trong và bên ngoài, từ gần đến xa, sau đó thì mở rộng cái ánh sáng ra để thấy được rằng tất cả chúng sinh, mình vượt qua những cái hình dáng, những cái hình tướng, những cái tưởng chi của mình. Khi mà mình tiếp xúc bằng cái con mắt thường nó sẽ khác, còn khi mà mình thấy chúng sinh bằng cái con mắt tuệ, bằng cái pháp thực hành thiền tuệ, thì mình thấy chúng sinh chỉ là danh và sắc mà thôi. Ở đâu cũng là danh và sắc, ở đâu cũng chỉ là danh và sắc, chứ nó không có linh hồn, không có cái tự ngã nào hết, không có cái đẹp hay là cái xấu nào hết, mà nó, tất cả chúng sinh chỉ là danh sắc, chỉ là danh sắc, danh pháp và sắc pháp như vậy. Nên thế là quán một cái pháp thuộc về danh sắc, phân tích trí, tức là cái trí tuệ mà thấy được danh sắc. Thì cái trí tuệ thấy được danh sắc này thì nó ở một cái phạm vi nó rất là rộng, tức là vì nó phải thấy được cả 28 cái sắc chân đế và 89 tâm, 121 cái tâm vương và 52 cái tâm sở. Thì đấy là cái quán về danh sắc ở cái mức độ chi tiết là như vậy. Nhưng mà cũng từ cái danh sắc này thì nó có thể thâu tóm lại, đó là nhìn chung nó lại dưới một cái góc độ là năm uẩn. Và trong kinh thì Đức Phật hay nói là năm uẩn, danh sắc nó cũng là năm uẩn, cái thân này là thân năm uẩn. Đấy, hoặc là nói là cái thân này là thân danh sắc cũng được, tức là thân này là thuộc về vật chất và tâm thức cũng được, mà nói là cái thân này là năm uẩn, sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Bởi vì đó có thể thâu tóm danh sắc lại ở dưới cái góc độ đó là danh sắc bằng năm uẩn này. Khi phân biệt được danh sắc thì nó cũng hiểu ra năm uẩn, sắc uẩn, năm uẩn cái nhãn thức như là sắc uẩn, 63 sắc trên con mắt, nhãn tính sắc, thân tính sắc, sắc duy tính bản thân, tâm sinh thời tiết và vật thực sinh. Đến là sắc uẩn, thọ uẩn là cái tâm thọ, tâm sở thọ. Ở trên nhãn thức tưởng uẩn là cái tâm tưởng, hành uẩn là cái xúc, tất cả những cái tâm còn lại, và thức uẩn là cái tâm thức, là cái tâm vương, cái nó sinh lên. Vì nó sẽ phân tích danh sắc trên cái góc độ là năm uẩn ở tất cả các cái nội tâm nào nó cũng sẽ có năm uẩn, sắc thọ tưởng hành thức. Cái sắc, cái thọ tưởng hành thức nào nó sinh khởi lên ở cái sắc đấy, thọ tưởng hành thức ở nhãn thức thì nó sinh lên ở cái sắc uẩn, đó là nhãn tinh sắc, chứ nó không sinh lên ở những cái sắc khác. Nhĩ thức thì tất cả các cái sắc ở trên ta,
này, và tất cả những cái uẩn thuộc về tinh thần là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, tưởng uẩn và thức uẩn này, thì nó sẽ sinh lên từ ở những cái sắc ở trong tâm ta. Thì vị đó sẽ thâu tóm danh sắc ra thành năm cái uẩn như thế. Tỷ thức có năm uẩn của tỷ thức, thiệt thức nó có năm uẩn của thiệt thức, thân thức thì có năm uẩn của thân thức. Ở động ngũ môn vậy, ngũ môn hướng tâm tiếp theo thì sẽ xác định vào các cái tốc hành tâm, các cái tâm đăng ký, thì nó đều sinh lên từ sắc trái tim hết. Thì nó mà muốn phân tích năm uẩn của các cái nội tâm đấy thì phải phân tích là cái sắc là sắc trái tim, và các cái tâm là nó tất cả những cái nội tâm này nó đều sinh lên từ sắc trái tim. Thọ uẩn, tâm sở thọ tưởng, hành hành uẩn và thức uẩn, thì nó phân tích ra được năm uẩn như vậy. Nội ý môn cũng thế, sắc uẩn ở trái tim, thọ tưởng, hành thức là những cái tâm sở còn lại, năm uẩn ở chavana nó cũng thế. Thì cái chúng sinh thì mỗi một chúng sinh nó có một cái sự dính mắc khác nhau. Có chúng sinh thì dính mắc về danh, có chúng sinh thì dính mắc về sắc. Tức là có những chúng sinh thì có cái tham ái chấp thủ rất là sâu nặng đối với sắc pháp, những cái thuộc về vật chất. Tức là có người tham đắm đối với vật chất, nhưng mà có người thì coi nhẹ về vật chất nhưng nặng tham ái về cái tinh thần. Có người thì không coi trọng về vật chất đâu, nhưng mà lại rất là coi trọng tinh thần, rất là yêu cái đẹp về tinh thần, ví dụ yêu cái trí tuệ, yêu cái tâm thức, yêu cái tính cách. Cho nên là vị đó phải phá vỡ những cái khối tưởng về sắc để diệt trừ tham ái chấp thủ đối với những cái nó thuộc về vật chất. Vị đó phải phân tích ra được những cái thuộc về danh sắc để vị đó diệt trừ tham ái chấp thủ đối với những cái thuộc về tinh thần. Nhưng mà cũng trong cái mảng tinh thần đấy thì có người thì tham ái đối với thọ, có người tham ái đối với tưởng, có người tham ái đối với hành, có người tham ái đối với thức. Mỗi chúng sinh lại có những cái sự tham ái, sự dính mắc với nhau. Cho nên là Đức Phật mới gọi là ngũ thủ uẩn, năm cái uẩn này chúng sinh hay chấp thủ. Vì vậy cho nên là mà thâu tóm nó thành năm uẩn để diệt trừ nhỉ, để mà trị đúng cái bệnh của chúng sinh. Ai tham ái cái gì thì cứ nhằm vào cái đấy mà diệt. Ví dụ có những người thì người ta chỉ tham ái đối với các cái cảm thọ, người ta rất là ưa thích những cái sự khoái cảm và những cái cảm thọ vui, những cái cảm giác mạnh. Có những người ưa thích những cái cảm giác mạnh, cứ phải đi tìm những cái niềm vui ở chỗ này, đi tìm những cái niềm vui ở chỗ kia, nhiều lúc ngồi trầm tư cho cái tâm hồn nó yên buồn một tí, nhưng mà cũng nhiều lúc lại phải làm cho cái tâm nó ở vào một cái trạng thái vui thú tột độ. Những cái cảm thọ về khoái lạc, về thân và về tâm, thì cái đấy nó thuộc về cái người đấy là tham ái đối với thọ, tức là tham ái đối với những cái cảm giác, những cái cảm thọ, những cái trải nghiệm đối với các cái cảnh trần bên ngoài. Thì cái người đấy phải đi phân tích cái thọ uẩn này cho thật kỹ để mà thấy được cái sự giả tạm, cái sự vô thường, cái sự rỗng không, cái sự không thật có ở trong cái cảm thọ này. Thoảng cần thọ gì nó chỉ thoáng qua một cái nó biến mất, nó không có tồn tại, nó chỉ như ảo ảnh, nó như điện chớp, nó chớp nhoáng một chút xíu thôi. Vì đó sẽ dần dần tuệ chi ra được, vì đó khám phá, khai mở ra được cái cảm thọ này nó không có cái gì là đáng cao quý, nó không có cái gì đáng để mình ưa thích, nó không có cái gì để cho mình chấp thủ tham ái. Thì dần dần vị đó sẽ giảm bớt đi cái sự tham đắm đối với những cái cảm thọ, những cái cảm giác. Nhưng mà có những cái người thì lại tham ái mạnh đối với tưởng, ví dụ như là vị đó tưởng chi đến những cái điều này, suy tưởng đến những cái chuyện khác, vị đó khởi lên những cái tư tưởng, những cái tư tưởng tốt, những tư tưởng xấu, thì cái vị đó cần phải phân tích ra được cái tưởng uẩn. Tức là có những cái người ta có những cái tưởng tượng rất là mạnh, hay là có những cái người ta có những cái vọng tưởng, hay có những cái ảo tưởng, hay là có những cái viễn tưởng, hay là người ta cứ đăm chiêu đắm đuối, người ta sống triền miên trong những cái tưởng tượng như vậy. Cho nên là có những người ta có những cái tưởng mạnh, hay là người ta mới sáng tác ra những cái tác phẩm, những cái câu chuyện truyền thuyết, những cái hay là người ta viết thành những cái bộ người
biên thằng viết ra những cái nhà đạo diễn ấy, người ta viết ra những cái kịch bản cho người ta chiếu bây giờ ấy, thì đấy nó cũng là những cái tưởng của người ta. Người ta dính mắc với cái tưởng, người ta đi sâu vào cái tưởng như thế, và người ta tưởng tượng ra nhiều những cái hình, những cái pháp mà nó không siêu thực tế, nó vô lý cùng cực ấy. Thì những cái người dính mắc với những cái tưởng như vậy thì đó cần phải về phân biệt cái tưởng, phải về tuệ chi cái tưởng, phải thấy rõ cái tính rỗng không của cái tưởng này, thì dần dần bị đó mới bớt đi được cái tham ái, bớt đi dính mắc đối với cái tưởng. Rồi bị đó có những cái hành, những cái hành uẩn, có người thì dính mắc với những cái hành uẩn. Hành tức là tất cả những cái hành động mà tạo tác, ví dụ như là tôi làm được cái này, tôi làm được cái kia, thì cái đấy là cái bị nó dính mắc vào các cái hành của hành là tư, là tạo các ác, thì thành nó tức là thành tạo nghiệp. Vì đó làm được cái việc tốt, vì đó cũng dính mắc vào cái việc tốt đấy, vì đó tham ái, vì đó trở nên ngã mạn, khen mình chê người, hay hoặc là vì đó làm được những cái việc xấu, hay là vì đó có một cái tài năng, có cái khả năng gì đó, vì đó cũng bị chấp vào đấy. Thì cái đấy là người đó tham ái chấp thủ đối với hành uẩn, thì cái tuệ chi cái hành uẩn thì vì đó sẽ diệt trừ được cái đó. Còn thức uẩn là những cái tâm nó thuộc về tâm thức, vì đó nhận thức, vì đó nhận thức được nhiều thứ, vì đó biết nhiều, vì đó có cái học thức, vì đó biết nhiều đối tượng, và vì đó tưởng rằng như thế là hay lắm, như thế là giỏi lắm, như thế là hơn mình, như thế là khen mình trên người, thì những cái đấy nó thuộc về tham ái đối với thức. Thì tất cả những cái uẩn này nó có cái sự chấp thủ sâu dày, cho nên là chúng sinh bị chìm đắm trong sinh tử. Và khi mà tuệ chi ra được năm uẩn, nhận thức ra được xem là trong năm uẩn này mình tham ái uẩn nào nhất, thì bây giờ mình cứ tập trung vào cái uẩn đấy để mà tuệ chi, để mà phân tích, để mà thấy được cái tính giả tạm của nó, thì nó sẽ gỡ cái vị đó ra khỏi cái tham ái đó. Và thoát ra khỏi cái tham ái với năm uẩn thì vị đó sẽ giải thoát và chứng đắc được niết bàn. Thì cái pháp mà thấy danh sắc trên năm uẩn này là một cái pháp phổ thông nhất mà trong kinh Đức Phật dùng nhiều nhất, dùng nhiều cái bài kinh Đức Phật nói về năm uẩn nhất, bởi vì cái này nó phổ thông, nó là cái bệnh phổ thông nhất của chúng sinh, đó là chấp thủ năm uẩn. Còn cũng có những chúng sinh chấp thủ, chúng sinh bị che đậy nên không thấy được tính giả tạm của năm uẩn, nên chấp thủ với năm uẩn nên bị chìm đắm trong sinh tử. Thực hành thiền tuệ để nhận ra sự vô thường của vô ngã trên năm uẩn để giải thoát và tham ái chấp thủ với năm uẩn. Khi nào hết chấp thủ thì hết tái sinh. Và vì đó phải có một cái, khi mà phân tích ra được năm uẩn thì vì đó phải có một cái nhìn, có cái quan điểm, có cái nhìn, là có cái tác ý với năm uẩn. Như là vì đó thấy sắc uẩn như là một cái phòng bệnh, vì đó là căn cứ của mọi cái độ nỗi khổ đau. Trên cái sắc uẩn của mình ấy, nó giống như là một cái bệnh viện của những cái con côn trùng, hay nó là một cái nghĩa trang của bao nhiêu chúng sinh nó chết chóc ở trên đấy, nó là cái nhà vệ sinh của bao nhiêu cái loài nó đi đại tiểu tiện trên đấy, thì vì đó coi nó là cái bệnh viện như thế. Thọ uẩn được coi như cơn bệnh, nó cảm nhận cái sự khổ đau. Tưởng uẩn được coi như là những con vi khuẩn gây bệnh, vì nó tưởng nhớ đến những cảnh dục trần. Và hành uẩn thì được coi như những kẻ gây họa, vì nó là nguyên nhân đưa đến những cảm thọ tạo tác. Thức uẩn được coi như người bệnh, vì nó không thoát khỏi những khổ đau là những cái cơn thọ đấy. Tổng quát thì nên được xem kẻ thù đang tốt, nên về tổng quát thì năm uẩn được xem như kẻ thù đang tốt gương, như gánh nặng, hay là như kẻ đang ngấu nghiến. Tức là mình bị những cái năm uẩn này nó hành hạ từ đời này sang đời khác, mình khổ đau với năm uẩn, nhưng mà vì mình quá yêu quý năm uẩn, yêu năm uẩn bên trong rồi lại yêu năm uẩn bên ngoài nữa, cho nên là cứ bị tái sinh luân hồi, lúc thì lên lúc thì đọa xuống. Mình coi nó như kẻ thù để bớt cái sự mình cảm thấy ghê sợ nó, thì nó mới bớt được cái sự tham đắm với cái năm uẩn này. Sắc uẩn được xem như đống bọt vì nó không chịu được sự bóp nghiền. Họ uẩn thì xem nó như bong bóng trên mặt nước vì nó chỉ thoáng qua.
tưởng nguồn thì nên xem nó như ảo ảnh, vì nó hay gây ra cái sự vỡ mộng. Ví dụ như là trong đêm mình ngủ, mình mơ cảnh này, mơ cảnh kia thì cái gì nó mơ, đó là chỉ là cái tưởng của mình thôi mà, cho nên là gọi là mơ là tưởng. Nên là có những cái người thì mơ trong cái lúc ngủ, có những người thì mình mơ trong cái khi thức, mình đang thức đây nhưng mà cái tưởng của mình nó dẫn dắt mình đi, mình mộng mơ hết cảnh này đến cảnh kia, ước mơ xây dựng ngôi nhà, ước mơ không ước mộng. Và mình càng có nhiều cái ước mộng thì lại càng có nhiều cái vỡ mộng. Ví dụ như là mình có những cái giấc mơ nhiều thì đến lúc mình tỉnh mộng dậy thì mình giật mình ra. Ví dụ như mình đang bị ai đó săn đuổi, mình bị con cọp nó đuổi đến chân cùng chẳng hạn, giật mình tỉnh dậy, mình thấy thích không? Ôi, may quá đây chỉ là giấc mơ, thật thì mình chết rồi. Nhưng mà có những cái cảnh mà bây giờ mình nằm mơ, mơ là mình được một đống tiền, một đống vàng, được bao nhiêu những thứ mà mình đang mong cầu ấy. Lúc tỉnh dậy có tiếc không? Đúng là giá như đây là thật thì có phải mình chưa? Thì đấy là mình có cái tưởng càng nhiều thì vẫn mộng càng nhiều, cho nên là chỉ xem nó là ảo ảnh thôi. Còn hành nguồn thì được xem nó là như cây chuối, hành nguồn như cây chuối có nói nó chỉ có những cái mẹ chuối mình bóc ra, bóc ngoài, bóc mãi, bóc đến tận cùng và xem nó có kho báu ở trong này không, mà cái nó chả có gì. Thì cái hành nguồn là cái sự tạo tác nó như thế, và mình làm cái này làm cái kia, làm để làm cái gì, làm cái này là để mình có được những cái mình mong muốn ấy. Và chắc là khi mình làm xong việc này mình chung chưa hạnh phúc lắm. Nhưng mà khi mình làm xong rồi mình càng làm càng thấy khổ đau, càng có thì lại càng khổ. Thế thì cuối cùng mấy cái mà mình cần tìm nó không đạt được, do mình cứ càng tạo tác nhiều thì càng khổ nhiều. Cứ nghĩ là xây xong cái ngôi nhà này nên là sướng lắm, xây xong nhà là còn thiếu nhà vệ sinh phải làm tiếp, có nhà vệ sinh thì còn thiếu nhà tắm này, xong rồi thiếu nhà bếp, thiếu nhà ngủ, thiếu đủ mọi thứ. Làm xong hết thì lại thấy nó hỏng lại đi sửa. Thế thì nó cứ càng hành nó càng nhiều nó càng khổ ấy. Cho nên là hành nó được ví như cái chuối không có nõi là vậy. Nên mình cứ bóc hết lớp này đến lớp khác, cuối cùng vào trong rỗng không chả có gì cả. Ở đời vậy, mình cứ làm hết việc này đến việc kia, mình cứ tưởng làm được rồi là sung sướng lắm. Làm xong cuối cùng mình thấy khổ nó vẫn hoàn khổ. Thà rằng từ nay đừng làm gì nữa. Đấy là hành đấy, hành như cái chuối không có nõi là thế, cứ đi tìm một cái gì đó hạnh phúc cuối cùng toàn là khổ đau hết. Thức uẩn thì nên được xem nó như ảo thuật. Thức uẩn thì nó hay lừa dối. Thức uẩn nó giống như là thức là cái tâm thức, tâm nó nhận biết cảnh này, nó nhận biết cảnh khác, nó giống như cái ý thức của mình ấy. Nó trong tâm của mình ngồi bắt đầu nó tư duy, nó suy tưởng, nó hướng đến chuyện này, nó hướng đến chuyện kia. Thế nên cái tâm nó nhận biết những cảnh, những cái cảnh khác nhau. Thì tất cả những cái tâm thức đấy thì nó cho mình rất là mệt mỏi. Nó làm cho mình suy tư chuyện này một tí, suy tư chuyện khác một tí, là mình cứ nghĩ chuyện quá khứ tí, nghĩ chuyện tương lai một tí này, hướng đến chuyện này, hướng đến chuyện kia. Thì cái đấy nó chỉ là lừa dối. Tất cả những cái hình tướng mà mình hướng đến ở bên ngoài nó không có thật. Để mình đưa nó vào trong tâm rồi là mình suốt ngày mình cứ ngồi mình mơ mộng tưởng tư thì nó cũng chỉ làm cho mình mệt mỏi, mà tất cả những cái mà mình hướng đến đấy nó đều là giả. Cho nên là mình càng nhận biết nhiều, mình càng biết nhiều thì mình càng bị những cái cảnh đấy nó lừa nhiều mà thôi. Cho nên là người nào biết nhiều chuyện đời thì người đó sẽ là cái người mà hay đi nói nhiều chuyện vô nghĩa, hay là biết nó vừa vừa. Không cần phải biết nhiều, cứ nhắm mắt ngồi thiền cái sự đời không nên quan tâm ấy. Không nên nói những cái chuyện là chính trị, chuyện là văn hóa, chuyện giếng nước, chuyện nề đường, chuyện báo chí này, chuyện truyền hình này, chuyện nọ chuyện kia. Như đấy là mình có cái thức nó cứ hay biết chuyện ấy. Càng biết nhiều thì nó càng bị lừa gạt nhiều, vì những cái cảnh ở bên ngoài nó không có cái gì là thật cả. Đấy là cái mà mình cần phải nhận biết với năm uẩn là như vậy. Hoặc là năm uẩn thì mình nên được xem xét bởi một cái khía cạnh nữa, đó là các cái sắc ở bên trong mình thì nên xem nó là bất tịnh. Khi mà mình phân tích ra được sắc, cái sắc uẩn ở bên trong mình nên coi nó là bất tịnh. Các cái thọ được coi nó là khổ, mình nó không thoát khỏi khổ. Tưởng và hành thì được coi nó là vô ngã, bởi vì nó bất trị.
Còn thức thì phải được coi nó là vô thường vì nó luôn luôn sinh diệt. Đấy là những cái nhận biết về các cái uẩn của mình. Người thấy được năm uẩn như kẻ thù đang tuốt gươm thì không lo sợ chuyện gì nó xảy đến với năm uẩn. Ví dụ bây giờ cái người mình yêu quý năm uẩn của mình tôn thờ năm uẩn của mình quý trọng năm uẩn của mình thì lúc nào mình cũng no. No hôm nay không ăn được 3 bát cơm thấy no, chắc mình có bệnh gì rồi. Hôm nay không ngủ được 8 tiếng rồi chết rồi, chắc là mình nguy hiểm rồi. Thì mình hay lo cho năm uẩn là do mình cứ yêu quý nó quá đấy. Và còn nếu mà mình nghĩ là năm uẩn này là kẻ thù, là những cái kẻ gây họa, là những cái nguyên nhân khiến cho ta khổ đau thì mặc kệ nó mà càng khổ đau thì mình càng mừng cho nó, phải không? Nó càng chết sớm thì mình càng cái kẻ thù gây nguy hại cho ta này, nó đang gặp nguy hiểm rồi, mặc kệ nó. Đấy là cái để nó giảm bớt cái sự tham ái, cái dính mắc, cái chấp trước đối với lại thì cái mà mình tham đắm đối với năm uẩn đi. Thấy năm uẩn như đống bọt, thấy năm uẩn như đống bọt, như bóng nước, như ảo ảnh, như cây chuối, như huyễn thuật thì không bị nó mê hoặc. Thì năm uẩn này như thế, nó chỉ là giả tạm, sắc uẩn như đống bọt, thọ uẩn như là bóng bóng, tưởng uẩn với hành uẩn nó như ảo ảnh, hay là như cây chuối, như là những cái huyễn thuật đấy, thì mình không còn bị say mê, bị ham thích, bị ưa thích bất cứ một cái uẩn nào hết. Sắc đẹp hay sắc xấu không quan trọng, không quan tâm. Thọ vui hay thọ buồn, tưởng nó nhiều hay nó ít, hay là những cái hành uẩn, làm việc này hay việc khác, thì nó cũng chỉ là giả tạm thôi, nó không có cái gì quan trọng hết, thì mình không có bị si mê, không có bị những cái uẩn này nó chi phối, không bị những cái này nó mê hoặc, làm cho cái tâm của mình nó luôn luôn có cái tâm xả ly đối với năm uẩn cả bên trong và bên ngoài. Khi người thấy nội sắc là bất tịnh thì người đó hiểu rõ về thức ăn đoàn thực. Vì người đó mà phân tích ra được cái sắc pháp ở bên trong hoặc ở bên ngoài rồi, thì vị đó sẽ hiểu ra được rằng là tất cả những cái chúng sinh này, muốn tất cả những cái pháp, những chúng sinh này tồn tại được phải nhờ có thức ăn. Nhờ có thức ăn, nhờ có cái đoàn thực này, hiểu ra cái sự bất tịnh về thức ăn, từ bỏ được cái tưởng sai lầm cho cái bất tịnh là tịnh. Tức là cái sắc xưa nay nó rất là bất tịnh. Mình nhìn vào cái sắc vật thực ấy, nó đi nuôi dưỡng các cái sắc khác ở trong cơ thể mình, và nó có những cái chất bài tiết ra bên ngoài rất là bất tịnh. Mình sẽ thấy được cái tính chất bất tịnh ở trên cái sắc này, diệt trừ được cái tâm tham dục đối với sắc và không chấp thủ đối với sắc. Đấy, khi mà một cái người mà phân tích ra được cái sắc uẩn thì người ta sẽ bỏ được cái tưởng sai lầm, vì nó thấy được cái sự bất tịnh trên sắc uẩn. Cho nên là hết tham dục và hết chấp thủ đối với sắc uẩn. Người thấy cái sự khổ ở trên cái người mà cảm, tức là hiểu ra được cái thọ thì sẽ hiểu ra được cái xúc thực, tức là từ bỏ cái tưởng sai lầm cho khổ là vui. Những cái cảm thọ vui hay là buồn thì nó sinh ra, nó đều là do các cái căn nó tiếp xúc với cảnh trần. Thì khi mà mình thấy ra được là cái tính chất của các cái cảm thọ này nó sinh khởi lên là do có căn và cái cảnh nó tiếp xúc với nhau, cho nên thì lúc đấy mình sẽ thấy ra được một cái tưởng, đó là tất cả những cái mà nó tiếp xúc với cảnh trần ấy, cái căn mà tiếp xúc với cảnh trần ấy, thì nó giống như là nó tiếp xúc với gai nhọn, nó tiếp xúc với cọc nhọn, nó tiếp xúc với mũi tên, nó tiếp xúc với nửa bỏng, thì nó rất là khổ đau. Nhưng mà mình lại không thấy được cái sự khổ đấy, mình lại cho rằng những cái cảnh đấy là vui. Và khi mà tuệ chi ra được rồi, tuệ chi ra được cái căn, cái cảnh và cái sự tiếp xúc đấy rồi, thì cái cảm thọ gì nó khởi lên thì mình cũng không có ưa thích nó, vui hay buồn, nó đều là thọ khổ. Diệt trừ được cái tâm sân hận đối với những cái cảnh trần ở bên ngoài,
tất cả những cái cảnh tốt hay xấu ở bên ngoài nó cũng chỉ là một cái ảo tưởng nó khởi lên, nó không, mình sẽ bớt đi được cái tâm, hiểu ra được cái cảm thọ, thì hiểu ra được cái sự tiếp xúc đấy, thì diệt trừ được cái tâm sân hận, không có sân hận với cảnh trần, không chấp thủ đối với thọ. Người mà thấy hay là tưởng, người thấy tưởng và hành là vô ngã thì hiểu về được cái pháp về tư niệm thực, cái tâm tưởng và tâm hành, từ bỏ được cái tưởng sai lầm cho là vô ngã lại cho là ngã, diệt trừ được cái trói buộc về cố chấp và không rơi vào ngã luận thục, không rơi vào cái sự chấp trước về cái bản ngã này, cho rằng là có cái ta, có cái người, tức là có nhân, có ngã, thế là có cái cao, có cái thấp, có cái hay, có cái dở ở những cái chúng sinh, mà tất cả chúng sinh nó chỉ là do các cái hành nó tạo, là do những cái nghiệp nó tạo. Cái nghiệp tốt thì nó sẽ tạo nên một chúng sinh tốt, đấy là những cái hành của. Những cái nghiệp không tốt thì nó tạo nên những cái chúng sinh không tốt. Chứ cái bản chất của chúng sinh nó chỉ là các uẩn mà thôi, nó chỉ là các sắc thọ tưởng hành thức mà thôi. Mà vì đó không có cái rơi vào cái trạng thái đó là phân biệt hay là so sánh người này với người kia, người này tốt, người kia xấu, người này giỏi, người kia không giỏi, người này tài, người kia kém. Thì đấy là cái ngã luận thủ. Và cái người mà thấy ra được cái vô ngã ở trong cái sự tạo tác các cái nghiệp chướng khác nhau, nó để lại những cái nghiệp quả khác nhau như thế, thì vì đó mới diệt trừ được cái mà so sánh người này với người kia, không rơi vào cái ngã luận thủ. Thì cái người mà thấy được thức thực là vô thường thì hiểu rõ được là cái tính thức, từ bỏ được cái tưởng sai lầm vô thường cho là thường, diệt trừ được minh nợ, vô minh nợ, không rơi vào cái nghi lễ tế tự. Tức là một cái người mà thấy ra được những cái tâm thức rồi, thì mới thấy được là những cái tâm thức nó sinh, nó khởi lên liên tục, mà nó như là một cái chuỗi, nó sinh lên rồi nó diệt đi, nó sinh lên nó diệt đi. Cho nên là vị đó mới hiểu ra được là tâm nó chỉ là do cái căn nó hướng đến cảnh trần, nó cứ sinh lên như thế, nó khởi lên như thế rồi nó diệt đi, nó khởi lên, giống như mình cầm cái đèn pin mình bật lên một cái, nó cứ chiếu ra một cái, mình tắt đi thì nó tắt đi, bật lên thì nó bật. Nhưng giống như các cái căn nó bậy, bây giờ mình mở mắt ra một cái, mình nhìn thấy cảnh trần một cái thì nhãn thức nó sinh lên, mình nhắm mắt lại cái thì nó hết. Các cái căn khác nó cũng thế, mình nắng tai mình nghe âm thanh thì ý thức nó khởi lên, mình không lắng nghe nữa thì nó hết. Ý thức của mình như vậy, mình hướng đến cảnh này cảnh kia thì nó khởi lên, mình không hướng đến thì nó hết, thì nó cứ sinh khởi sinh diệt như thế. Thì mình thấy ra được cái tính vô thường ở trong các cái tâm thức, thì mình diệt trừ được cái vô minh. Đó là vô minh cho rằng là có linh hồn, có tự ngã, có cái sự ban ơn giáng họa, có những cái đấng thần linh cao thượng chi phối vào trong cái cuộc sống của chúng sinh. Cho nên là chúng sinh ở thế gian người ta không tuệ chi ra được các uẩn, người ta không phân tích ra được các cái danh và sắc, người ta không hiểu được cái sự vận hành của danh và sắc, của thân và tâm, nó liên quan đến những cái nghiệp ở quá khứ, nghiệp ở hiện tại và những cái nhận thức, những cái hiểu biết của những cái chúng sinh đấy. Cho nên là họ cứ đi cầu xin cái sự ban ơn, cái sự giáng phúc, cái sự giáng họa của những cái đấng thần linh này hay là kia. Còn cái người mà phân tích ra được năm uẩn thì thấy chúng sinh nào cũng có năm uẩn hết, chúng sinh phàm phu có năm uẩn này, nó vận hành theo cái nghiệp. Chúng sinh mà là súc sinh nó cũng có năm uẩn, nó đang vận hành theo cái nghiệp của nó. Ở các cái cõi thiên giới, các vị thiên thần cũng là một chúng sinh, cũng có năm uẩn và nó cũng vận hành theo cái năm uẩn như thế. Chúng sinh ở cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới cũng chỉ là những chúng sinh có năm uẩn, và năm uẩn của những chúng sinh đấy đang vận hành theo cái quy luật của cái nghiệp của cái vị đó mà thôi. Thì đấy là cái sự tuệ chi về năm uẩn, thì cái vị đó thoát khỏi cái sự dính mắc với năm uẩn. Thì với một chúng sinh mà phân tích ra được danh sắc thì vị đó cũng hiểu ra được năm uẩn, hoặc là cái vị đó cũng có thể hiểu ra được cái nội xứ và ngoại xứ. Một chúng sinh ở một cái hành giả hành thiền mà tuệ chi ra được danh và sắc thì vị đó cũng tuệ chi ra được dưới cái góc độ là 12 xứ, 6 xứ, ví dụ 6 căn với 6 trần.
vì nó sinh ra được. Xứ có nghĩa là một cái trú xứ, là một cái nơi cư trú, là một cái nơi thường nuôi tới của cái danh và sắc này. Vì đó hiểu ra được cái xứ của các cái tâm. Cái tâm này nó sinh lên ở cái chốn này, ở cái vị trí này, ở cái nơi này. Nó không sinh lên ở cái nơi khác. Chú xứ cũng giống như vậy, mỗi một chúng sinh có cái chú xứ khác nhau. Chúng sinh ở địa ngục thì chỉ có cư trú ở dưới địa ngục thôi, chứ không có thể lên trên thế gian này được. Chúng sinh là con người chỉ có sống ở trên mặt đất này chứ không thể đi xuống địa ngục được. Chúng sinh ở cõi thiên giới thì chỉ sống ở cõi thiên giới. Thì trong cái tâm thức của con người, chúng sinh nào có chú xứ của chúng sinh đấy, cái tâm thức nào có chú xứ của tâm thức đấy, thì vì đó phân tích ra được danh và sắc, nó có chú xứ của danh sắc, nội xứ và ngoại xứ, nơi mà các danh pháp nương vào sinh khởi, như là có nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ và ý xứ. Nhãn xứ là nhãn tịnh sắc, nhĩ tịnh sắc, thiệt tịnh sắc, thân tịnh sắc, và ý xứ là một cái ý thức, một cái ý môn hướng đến các cái cảnh. Và nó có các cái ngoại xứ, các cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc và tất cả những cái cảnh pháp. Thì đấy là các cái nội xứ và các ngoại xứ. Và cái tâm thức ở cái nơi nào thì nó hướng đến cái cảnh ở nơi đấy. Nhãn thức nó chỉ hướng đến cảnh sắc, chứ nó không có hướng đến cảnh âm thanh, nó không có hướng đến những cái đối tượng khác. Nhĩ thức thì nó chỉ có hướng đến âm thanh, chứ nó không hướng đến những cái cảnh khác. Tỷ thức, thiệt thức, thân sức, như thế, chúng sinh nào nó hướng đến những cái đối tượng đấy. Thì nội xứ là cái nơi mà nó an trú, ngoại xứ là cái nơi mà nó hướng đến. Hướng đến thì giống như là con chim thì nó chỉ hướng lên bầu trời, khi là nó bay chán trên trời thì nó về tổ nó trú, xong rồi nó lại nhằm vào bầu trời nó bay lên. Còn cá thì nó cứ ở dưới nước, rồi mình có bắt nó lên thì nó cũng phải tìm nước nó nhảy xuống. Nó ra khỏi cái nơi cư trú của nó hướng đến cái cảnh mà nó cần hướng, chứ nó không có tìm đến cái cảnh khác. Thì cái danh và sắc nó cũng thế. Thì các cái tâm của mình nó nhãn thức thì nó trú, nó lương vào nơi cái nhãn tinh sắc, nhưng mà nó hướng đến cảnh sắc. Giống như là một cái con chồn này, nó ăn trú ở trong cái hang, nhưng mà khi mà ra khỏi hang là nó phải đi tìm mồi của nó. Thì nó hạc ai nó tìm mồi ở đâu thì nó cứ đến đấy nó tìm. Cái chúng sinh thì cái con mắt nó thế, nó lúc nào mà đói thì nó đi tìm cảnh sắc để nó hưởng thụ. Tai cũng vậy, hay là nó ở trong tai, lúc nào mà nó đói nó đi tìm âm thanh để nó hưởng thụ. Thì cái xứ là vậy, có cái nơi mà nó trú ở đấy và cái nơi mà nó đi tìm kiếm. Thì mỗi một cái tâm thức nó là như thế, nó đi tìm kiếm một cái cảnh giống như là một cái thức ăn, một cái món để cho nó hưởng thụ như vậy. Thì nó tìm đến cái cảnh ở bên ngoài để nó hưởng thụ như thế. Thì phân tích ra được danh và sắc thì sẽ thấy ra được những cái nội xứ và ngoại xứ như vậy. Tâm hướng đến cảnh, hướng đến cảnh trần. Và khi mà một cái, ví dụ như con mắt hướng đến cảnh sắc thì nội trình tâm thuộc nhãn thức nó khởi lên. Tai hướng đến cảnh âm thanh thì nội trình tâm thuộc nhĩ thức khởi lên. Mũi hướng đến hương thì nội trình tâm thuộc tỷ thức nó khởi lên. Lưỡi nó mà hướng đến cái vị thì nội trình tâm thuộc thiệt thức khởi lên. Thân và ý tiếp xúc với thân, nội trình tâm ý thức nó khởi lên. Vì nó hướng đến thì nó phải khởi lên cả một cái nội tâm, nghĩa nội trình tâm như thế. Thì cái xứ ở đây nó được hiểu nó là một cái sự được hiểu nó là một cái sự phát động, nó là một cái sự phát động, tức là nó là một cái nơi, cái nội xứ nó như là một cái nơi xuất phát. Tâm và tâm sở nó đều xuất phát từ ở một cái căn cứ, nó có giống như một cái nô cốt của nó. Nó ở nơi đấy và bắt đầu nó xuất phát ở đấy để nó hướng đi, nó đi tìm đối tượng của nó đi tìm cái cảnh của nó đi tìm cái món ăn của nó đi tìm cái mà để nó thưởng thức. Thì xứ cũng được hiểu là một cái chỗ chứa, vì nó tâm và tâm nó đều nương tựa vào đó để nó sinh lên.
và cái nơi mà nó ẩn chứa ở đấy, nơi mà nó nương náu ở đấy. Thì tất cả các cái pháp hữu vi cần được xem như là nó không từ đâu đến mà nó cũng không đi về đâu. Thế thì bây giờ một cái người nói rằng vậy thì khi mà cái nhãn thức hay là khi mà con mắt của mình, cái tâm thuộc về nhãn thức của mình, nó có về nơi con mắt của mình, nó an nghỉ ở trong đấy không? Nó ngủ nghỉ, nó nằm ở trong đấy không? Hay là cái nhĩ thức của mình sau khi mà nó hướng ra cảnh, nó nghe âm thanh chán rồi, nó có chui vào trong tai của mình, nó nằm ngủ ở trong đấy không? Cái lúc mà nó không nghe thì nó làm cái gì? Lúc trước khi nó chưa, ví dụ như trong nhãn thức của mình, trước khi nó chưa thấy thì nó ở đâu? Và sau khi nó thấy xong rồi thì nó đi về đâu? Cái tai cũng thế, trước khi nó chưa nghe thì nó ở đâu? Và khi mà nó nghe xong rồi nó đi về đâu? Cái ý của mình cũng vậy, trước khi nó chưa nghĩ thì nó ở đâu? Và sau khi nó, sau cái mà nó hướng đến cảnh rồi thì nó đi về đâu? Thì tất cả những cái cảnh này phải được nhận thức đó là nó không từ đâu mà đến mà nó không đi về đâu cả. Nó không từ đâu đến, nhận thức này mặc dù nó xuất phát từ ở nơi nhãn tịnh sắc. Khi mà nhãn tịnh sắc tiếp xúc với cái cảnh sắc, nó có nhãn thức sinh khởi, nhưng nó không phải là nó từ ở trong con mắt nó đi ra rồi nó lại trở về con mắt. Trước khi sinh khởi nó không từ đâu đến, sau khi tan hoại nó cũng không đi về đâu. Nó giống như là một ngọn lửa, bây giờ mình đốt lên, trước khi lửa nó chưa cháy nó ở đâu, và sau khi nó tan thì nó đi về đâu? Lửa nó ở đâu mà nó đến, rồi sau khi hoại thì nó đi về đâu? Thì tâm thức của mình nó cũng thế, không có từ đâu đến mà nó không đi về đâu cả, mà do cái nhân duyên nó đầy đủ thì nó sinh, hết duyên thì nó diệt. Ngọn lửa cũng thế, bản chất của nó không có, nó không phải là lửa, nó là một cái hai cây gỗ, nhưng mà khi mà nó có cái sự va đập vào nhau nó có thể phát ra lửa, xong rồi nó cũng không, nó mất đi thì nó cũng chẳng có ẩn náu ở trong đấy. Thì cái tâm thức nó vậy, nó đủ duyên nó sinh lên, và khi không có đủ duyên nữa thì bắt đầu nó sẽ tự biến mất. Khi chưa sinh nó không có tự tánh, khi diệt thì tự tánh nó không còn. Chúng sinh diệt không có chủ thể, và chúng hiện hữu không, nó tùy thuộc vào nhân duyên. Hay là khi mà nó hiện hữu là do nó có nhân duyên nó hiện hữu, cũng như là các cái bóng điện này nó sáng, nó là do những cái nhân duyên, nó có đầy đủ cái nhân duyên mà nó sáng, chứ nó không phải là nó có một cái sự ẩn náu ở đâu cả. Khi mà mình hiểu về cái tâm thức nó sinh khởi do có đủ những cái yếu tố nhân duyên thì nó mới bớt đi được những cái ảo tưởng về linh hồn, về tự ngã. Các cái sứ được xem như những kẻ vô tình, vì khi các căn tiếp xúc với các trần cảnh, nó không có ý nghĩ rằng mong sao tâm thức sẽ khởi lên do cái sự gặp gỡ của cái căn và trần này. Khi nhãn tinh sắc nó gặp một cái cảnh sắc, thì khi mà nó gặp thì nó sự sinh lên các cái độ tâm, sinh lên những cái cảm nhận khác nhau, nhưng mà nó không có cái chủ động trước mà ta sẽ đi gặp cái cảnh sắc kia để khởi lên những cái tầng tâm này. Và nhờ cái một cái định luật cố nhiên, cố định và tự nhiên, là khi một cái nội xứ tiếp xúc với một cái ngoại trần thì nó sẽ có những cái nội tâm nó sinh lên. Khi mà để mà hiểu ra được cái nội xứ và cái ngoại xứ, hiểu ra được cái nội xứ và cái ngoại xứ, vì là mới biết tại sao mà cái nội xứ nó cứ hướng đến những cái ngoại cảnh ở bên ngoài, và bởi vì những cái ngoại cảnh ở bên ngoài đấy nó có những cái sự hấp dẫn, nó có cái vị ngọt, cho nên là nó dẫn dắt, nó làm cho các cái căn, cái nội căn ở bên trong không được an tĩnh. Nếu mà cái người nào mà cứ hướng theo cái ngoại cảnh ở bên ngoài, vì nó thấy những cái ngoại cảnh ở bên ngoài sắc thanh hương vị xúc là khả ái khả nhị khả lạc hấp dẫn, thì cái vị đó, cái tâm của vị đó luôn luôn bất an, luôn luôn dao động, luôn luôn bồn chồn, luôn luôn bị tán loạn bởi những cái cảnh trần, giống như là một cái người chạy theo những cái vị ngọt của cảnh trần mà không thấy được cái sự nguy hiểm của cái cảnh trần. Từ cái sự mà hiểu ra được cái căn với cái cảnh, nó có cái sự tiếp xúc mà nó sinh ra những cái cảm thọ khác nhau, rồi thì vị đó mới thấy được cái sự nguy hiểm, thấy được, đến được cái sự giả tạo,
của những cái cảnh trần ở bên ngoài, thấy được cái sự rỗng không của những cái cảm thọ đối với những cái cảnh ở bên ngoài. Khi mà hoặc là vị đó hiểu ra thì vị đó có cái sự nhàm chán đối với các cái cảnh trần. Bởi thường thường thì các cái căn nó bị cuốn hút bởi các cái cảnh trần, cho nên là nó sinh khởi lên rất nhiều những cái tâm bất thiện như là tham sân si. Khi mà hiểu ra được, tuệ chi ra được căn và cảnh, và các cái tâm thức nó nương vào căn và cảnh này nó sinh lên, thì vị đó nhàm chán đối với cái cảnh trần, nó thấy cái cảnh trần nó chẳng có cái gì ý nghĩa cả, nó chẳng có cái ý nghĩa gì. Mọi cái ở bên ngoài nó chỉ là một cái sắc pháp, cái bên trong nó chỉ là cái sắc pháp. Rồi là nó khởi lên cái dòng tâm thức, cái dòng tâm thức đấy thì nó cũng chỉ là những cái sự ảo tưởng, nó chỉ như là một cái bóng điện nó nhoé lên rồi nó lại diệt đi, nó không có cái gì là khả ái, khả hỷ, khả lạc hấp dẫn đối giữa các căn với các cảnh này. Nó có cái sự nhàm chán nên như thế thì các căn nó được an tịnh, nó không bị quấy động. Các cái cảnh trần ở bên ngoài nó cứ đi vào nó quấy động những cái căn ở bên trong. Các nội xứ giống như một cái ngôi nhà trống rỗng vì nó không có cái sự thường đạt an tịnh, tức là cái nội xứ này những cái căn ở bên trong bắt tan với người thân ý, nó là một cái ngôi nhà trống rỗng luôn, bởi vì nó luôn 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 chịu cái sự bức bách, chịu cái sự sinh diệt, chịu cái nỗi khổ sở. Các ngoại xứ giống như những kẻ cướp bóc, sắc thanh hương vị xúc ở bên ngoài nó giống như những cái kẻ cướp, nó đi vào trong nó chỉ có tàn phá nhà cửa ở bên trong rồi. Sắc nó đi vào trong mắt mà nó phá mắt, thai nó tiếng nó đi vào tai nó phá tai, lưỡi nó đi vị mùi nó đi vào mũi, con lưỡi nó phá hoại, nó phá, tức là nó làm cho cái tâm khởi lên cái tham ái, khởi lên cái dính mắc, khởi lên cái tán loạn, khởi lên cái tầm cầu, khởi lên cái tham đắm, khởi lên cái thèm muốn, khởi lên rồi bị thiêu đốt bởi những cái ảo tưởng này. Đấy là cái sự nguy hiểm của những cái cảnh trần ở bên ngoài, cho nên là phải coi những cái cảnh trần ở bên ngoài nó là như giặc cướp, cho nên phải đề phòng. Nên Đức Phật mới dạy phải thu thúc các căn, thu thúc các căn, đừng để cho nó chạy theo cái cảnh trần ở bên ngoài. Mình hiểu ra được cái sự nguy hại của cái cảnh trần rồi, cho nên là vì nó phải luôn luôn giữ chánh niệm, tỉnh giác, đừng để cho các căn chạy theo các cái cảnh trần, giữ tâm trên một cái đề mục, một đối tượng, thì những cái cảnh trần này nó không thâm nhập được, thì cái nội tâm nó mới được an tịnh, nội tâm nó mới được định tĩnh, thì trí tuệ nó mới phát sinh, thì vì nó mới được giải thoát khỏi cái sự quấy rối của cảnh trần. Sáu nội xứ giống như sáu con vật, và sáu ngoại xứ là cái chỗ nuôi tới của những con vật đấy, cái chỗ nuôi tới, tức là vì nó có cái sự nhận biết cái căn mà với cái cảnh trần, nó tham đắm với cảnh trần, nó là một cái sự hạ nhiệt như thế, một cái sự nó giống như là con chó rừng thì luôn luôn chạy đi tìm xác chết. Thì các căn mà nó cứ chạy theo những cảnh trần để nó hưởng thụ cái cảnh trần, nó say mê với những cảnh trần, mà xong khi đó cảnh trần nó ô uế, là bất tịnh, là giả tạm, là không thật, là nguy hiểm, là khổ đau, thì vị đó phân tích ra như thế, thấy ra được các cái căn và các cái cảnh trần để nhàm chán đối với cảnh trần. Đấy là cái dưới góc độ của căn và cảnh, hay là danh và sắc này cũng có thể được phân tích ở một cái mức độ chi tiết hơn, đó là phân tích nó thành 18 giới, phân chia nó ra thành những cái giới hạn, phân chia nó ra thành cái ranh giới riêng biệt. Ví dụ như bây giờ nói chung chung là danh và sắc thì cũng có người hiểu, có người không hiểu, hoặc nói về năm uẩn nó ở cái mức độ chung chung, hoặc là nội xứ và ngoại xứ, nó chỉ có hai phạm trù ở bên trong bên ngoài như thế. Nhưng hoặc là có thể phân tích ở cái mức độ là chi tiết hơn, tỉ mỉ hơn, trên cái thân năm uẩn này. Ví dụ như là các cái căn nó, hay là cái cảnh, hay là cái tâm thức, nó có cái ranh giới, nó có cái sự khác biệt, nó có cái sự riêng biệt khác nhau, chứ nó không phải là một. Cái mình không phải là cái thân này, nó giống như là một cái cỗ máy, giống như bây giờ mình nhìn cái gì, mình nhìn nó một cách tổng thể thì mình sẽ thấy cái hào nhoáng của nó.
Ví dụ mình nhìn cái thân này, mình nhìn thấy một cái cách tổng thể, nó là cái thân, thì mình sẽ thấy cái hào nhoáng của cái thân này, ở người này có cái hình tướng này đẹp hay là xấu hay là vừa vừa, nhưng mà bây giờ mổ sẽ chia sẻ nột ra, moi tim gan phèo ruột phổi ra thành từng từng mảnh một, thì mình sẽ thấy nó khác. Ồ, vừa cứ nãy nhìn đấy còn đẹp, nhưng bây giờ mình chia sẻ mổ sẻ nó ra thì thấy nó khác rồi. Cái thân ta buồn đấy anh vậy, nên bây giờ mình càng chia sẻ càng mổ sẻ càng phân tích nó ở một cái mức độ kỹ hơn, chi tiết hơn, thì mình sẽ càng thấy nó đáng nhàm chán. Mình sẽ càng thấy những nó vỡ ra được những cái mộng tưởng, nó phá vỡ ra được những cái ảo tưởng sai lầm, nó mới trở nên có cái sự thức tỉnh cao hơn, có cái sự giác ngộ cao hơn. Ví dụ như là phân tích cái danh sắc này thành 18 giới, như là nhãn giới, rồi nó có sắc giới, nhãn thức giới. Nhãn giới là con mắt, mà sắc giới là cái cảnh mà con mắt nó thấy được, và cái nhãn thức giới là nó lên cái tâm này nó khởi lên. Trong một cái nội tâm nó cũng mình sẽ thấy được ba cái giới hạn của ba cái lĩnh vực danh sắc này, nó có cái sự khác nhau. Có con mắt nhìn vào cảnh sắc, có nhãn thức nó sinh khởi nhĩ giới, thanh giới và nhĩ thức giới, tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới, thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới, thân giới, xúc giới, thân thức giới, ý giới, pháp giới, ý thức giới. Thì nhãn giới ở đây là cái nhãn tịnh sắc ở trong con mắt, sắc là cái cảnh sắc, nhãn thức giới là cái tâm và tâm trợ của nhãn thức, tỷ giới nhĩ tỷ ở mũi, ở tai, ở lưỡi, ở thân và ở ý, nó cũng như thế. Ví dụ như ở thân giới thì nó có một cái khác, đó là thân giới thì là thân tịnh sắc, xúc thì nó là ba cái mà nó có thể tác động vào thân, nó là đất, lửa, gió, nó có thể xúc chạm và nó khởi lên cái tâm và tâm sở của cái thân thức ấy. Còn ý giới ở đây là một cái tâm hướng đến cái đối tượng, hướng đến cái cảnh trần ở bên ngoài, là tâm hướng môn, tâm tiếp thâu, tiếp nhận những cảnh. Pháp giới, đây là các cái thuộc về ba danh uẩn và danh và sắc, là cái đối tượng của ý thức. Và ý thức giới là tất cả những cái tâm thiện, tâm bất thiện, những tâm còn lại nó sinh lên, thuộc về ý thức giới. Giới ở đây nó có nghĩa là một cái ranh giới, một cái giới hạn, một cái sự riêng biệt để chỉ ra từng cái riêng biệt trong một cái chung, một cái chung. Ví dụ ngay trên con mắt, mà một cái người bình thường mình chỉ thấy là con mắt đẹp, con mắt xấu, cái con mắt tỉnh, con mắt tinh đời hay là cái con mắt nó bị mù quáng, chỉ thấy là trên cái con mắt mình nhìn như thế, nhưng mà mình phân biệt nó ra, trên con mắt nó có nhiều vấn đề khác nhau, phân tích nó ra, nó là một cái con mắt là cái nội, là cái yếu tố bên trong, và cái những cái hình sắc mà con mắt thấy được là cái yếu tố bên ngoài. Khi mà cái con mắt nội xứ ở bên trong nó tác động vào cái ngoại xứ ở bên ngoài thì nó sẽ sinh ra một cái tâm thức, cái tâm thức nó khởi lên ở đây, và thì nó sẽ phân biệt ra từ ngay trên con mắt nó có ba cái, nó có ba cái lĩnh vực khác nhau. Tức là từ trong một cái chung mà nó có những cái riêng khác nhau. Thì con mắt nó khác, còn cái tâm thức thì nó khác, cái cảnh sắc nó thấy là khác. Thì mình phải mổ xẻ chia sẻ nó ra như vậy. Trên tai nó, trong cái tai thì nó có cái âm thanh, trong cái tai nó có cái nhĩ thức ở trong đó, thì mổ xẻ cho nên chia nó ra thành từng các cái giới, và tất cả các cái giới hữu vi này, tức là tất cả những cái mắt thanh, mắt tai mũi lưỡi thân ý, sắc thanh hương vị xúc, hay là nhãn thức, nhĩ thức, thị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, là tất cả đấy nó thuộc về những cái pháp hữu vi, bởi vì nó có cái tính sinh lên và diệt đi. Tất cả các pháp hữu vi này được coi là trống rỗng, là giả tạm, là không bền, là không đẹp, là không vui thú, là không có tự ngã. Con mắt cũng vậy, nó là giả tạm. Cái cảnh sắc mà con mắt nó thấy nó cũng là giả tạm, hay là nó không vui thú,
hay là cái tâm mà nó đang nhận thức thành sắc này, nó cũng là giả tạo, nó vui tú. Cho nên là Đức Phật mới giảng cái bài kinh mà tất cả đang đốt cháy, con mắt nó đang đốt cháy bởi vì nó bị thiêu đốt bởi cái sự vô thường. Những cảnh sắc mà mắt đang thấy được nó đang bốc cháy bởi vì nó không có tồn tại mãi. Cái tâm mà nó đang nhận thức cái cảnh sắc này là cái nhãn thức này nó cũng đang bốc cháy bởi vì nó cũng luôn luôn là cái sự giả tạo, nó không thật có. Nhưng mà nếu mình nhận thức ra được như vậy thì mình mới diệt trừ ra được cái chấp thủ đối với cái con mắt, với cảnh sắc hay là với cái tâm thức. Ai là trống rỗng. Rồi là cái âm thanh, rồi là cái nhĩ thức, mũi lưỡi thân ý nó cũng tương tự như thế. Tất cả mọi thứ từ cái nội trừ bên trong, cái ngoại trừ bên ngoài cho đến, hay là cái tâm thức nó khởi lên do cái sự tiếp xúc giữa cái căn đối với cảnh trần, nó có ba cái lĩnh vực khác nhau như thế. Và nó luôn luôn nó là một cái sự vô thường, một cái sự khổ não như thế. Vì nó thấy cái nhãn giới được xem như cái mặt trống, sắc giới thì như cái dùi trống, và nhãn thức nó như một cái tiếng trống, nó khởi lên. Nhãn thức giới như mặt gương, sắc giới như khuôn mặt, nhãn thức giới như cái bóng trong gương, nhãn giới như cây mía, sắc giới như cái cối xay mía, và nhãn thức như là nước mía, cũng tương tự như vậy. Các cái căn nó tiếp xúc với cảnh trần và nó khởi lên các cái tâm thức như vậy. Ý giới là cái ý mà cái tâm ý năng sang như con khỉ, như con vượn đấy. À, mà nó cứ hay dẫn đường nó cho các cái tâm thức để nó đi, nó tìm cảnh này, được ý giới, cái sức năng chăng, rồi sau đó nó tiếp nhận cảnh. Cái ý giới thì nó như con khỉ, như con ngựa, như con ngựa có dây cương. Pháp giới họ uẩn được coi như mũi tên cọc nhọn, tưởng và hành uẩn là một cái bệnh hoạn liên hệ đến cái nỗi đau của cái họ uẩn. Tưởng uẩn ngoài phàm phu như con nai, hay là con nai thấy cái bù nhìn, bởi vì nó luôn luôn thấy các cái tướng trạng sai lầm. Thế tất cả những cái gì mà mình tưởng chi nó đều là sai lầm. Còn hành như tên cướp bị quân lính đuổi bắt, ném nó vào hố than rừng, vì tất cả những cái hành động của mình nó đều tạo, nó để lại nghiệp và nó khiến cho mình trôi trong sinh tử. Sắc uẩn thì được xem như lưỡi dao sắc bén, vì nó là dấu hiệu của các nguy hiểm. Cho nên mình nói là sắc kia coi bén hơn dao, chẳng thấy đâm ai mà thấy người ta bị cụt đầu. Về ý thức giới thì nên xem như con khỉ vì nó năng chăng, như con ngựa hoang vì nó khó điều phục, như vũ công nhân dân khó vì nó mang nhiều hình hài sai biệt. Đấy là cái tuệ chi và cái danh sắc để mà thì đó mới thấy được cái sự để mà thấy ra được cái nguyên nhân mà nó sinh khởi nên các cái tâm. Nó có các cái sắc căn ở bên trong, có cái những cái sắc cảnh ở bên ngoài, và nó có cái tâm thức nó khởi lên để nó tiếp nhận những cái cảnh như vậy. Chúng sinh do bị trói buộc bởi cái danh và cái sắc, bởi cái danh sắc ở bên trong hay là cái danh sắc ở bên ngoài, đó là do không tuệ chi ra được cái quy luật sinh khởi của nó. Khi mà mình hiểu ra được cái quy luật sinh khởi của nó rồi thì lúc đấy mình mới phá vỡ ra được những cái khối tưởng, những cái tưởng chi sai lầm về cái thân này, về cái vật chất ở bên trong thân thể mình, vật chất ở bên ngoài, về những cái tâm thức, những cái sự nhận biết của mình đối với những cảnh trần, tức là những cái tưởng chi, những cái mà mình thấy bằng các cái căn, những cái cảnh mà mình thấy trên các cái căn này, nó là những cái tưởng sai đối với cái bản chất thật của nó. Còn khi mà mình tuệ chi, một cái thiền sinh mà phân tích ra được rồi thì thấy ra được cái sự thật của cái danh pháp và của cái sắc pháp, thấy ra được cái sự thật là sắc nó là những cái sắc nó sinh lên ở các căn này, nó hướng ra các cái cảnh trần ở bên ngoài, và nó có cái tâm thức nó khởi lên để nó cảm nhận những cái cảnh trần đấy, và chúng nó sinh lên là do những cái yếu tố nhân duyên, do có cái đầy đủ các yếu tố nhân duyên nó sinh lên rồi nó diệt đi, và nó chỉ là một cái sự rỗng không, nó là một cái sự giả tạo. Thì từ cái sự tuệ chi, từ cái sự nhận biết, từ cái hiểu biết ra như thế, thì nó sẽ bớt đi những cái ảo tưởng, những cái tà kiến, những cái tà kiến sai lầm về những cái cảnh trần, thì bớt đi được cái tham ái,
thì cũng bớt đi cái chấp thủ, thì sẽ bớt đi được những cái dòng sinh tử, nó sẽ giảm dần. Và khi nào cái trí tuệ nó được trở nên thuần thành thì vị đó sẽ giác ngộ ra được cái sự thật, giác ngộ ra được chân lý tứ thanh đế, thì vị đó mới giải thoát khỏi cái khổ đau. Thì cái mục đích là như thế, phân tích danh sắc là từ từ gỡ ra khỏi cái tham ái chấp thủ với danh sắc, và từ từ giải thoát khỏi cái dòng sinh tử khổ đau này. Hết cái bài phân tích về danh sắc, sau thì sẽ học về cái sự phân tích về duyên khởi, về những cái nhân duyên mà sinh ra danh sắc. Người hồi hướng. Idame punyam asawa kajam vahamotu. Idame punyam nibbanasa pajayo otu. Mama punya bhagam sabbasatthanam Pachemi Tesabe Metamam Punyabhagam Napantu. Với sự hành pháp tuần tự này, con xin cúng dường Phật. Với sự hành pháp tuần tự này, con xin cúng dường Pháp. Với sự hành pháp tuần tự này, con xin cúng dường Tăng. Nhất định nhờ sự hành pháp tuần tự này, con sẽ thoát khỏi sinh già bệnh chết. Phước lành này của con nguyện đoạn trừ các nậu hoặc trầm luôn. Phước lành này của con nguyện làm duyên thành tựu được Niết Bàn. Phước lành này của con xin chia đến tất cả chúng sinh, mong tất cả hãy thọ nhận phần phước ấy đều nhau. Sa-du, sa-du, sa-du.